Ngày xưa của anh sĩ Thủy thì Thủy sĩ cái gì ở Hoa Lư ấy. Ở Hoa Lư trên phố ấy. Phố Hoa Lư á. Nhìn vẫn nhớ, không nghĩ nó to như này. 250. Chung khó. Đi con sang đường bác ơi. Đi chơi tiếp đi. Cây này nhìn cái quen quen. Cây nào sẽ giống cây nào. Cây này thay cái chậu thì nổi lên cũng được đấy nhỉ. Vâng, cây này thì nó đang nằm cái chậu này hơi to. Nếu mà chậu cái chậu bé hơn thì nhìn cái cây nổi hơn. Cơ bản là nó đang người ta chưa nhìn thấy rõ nữa. Đất biếc nó lấn màu của thân ấy. Vâng, và thứ hai là tưới nước giếng thì cái màu da chưa đẹp. Đấy. Cây này được cái là cái tay canh của nó cực kỳ cơ bản rồi. Và rụt rịp. Bây giờ, chỉ có cố gắng làm cái thân của nó nhún nhùn một tí nữa thôi. Chứ còn về cái tạo hình thì không cần phải suy nghĩ nữa. Như cái nơi em đang giao lưu với giá 30 triệu anh ạ. Người không biết chơi cũng có thể làm được. Xây dựng cho sẵn rồi. Nuôi thêm 3-4 lần cắt nữa thì em nghĩ là cũng khá chẳng đấy. Form dáng đẹp. Và nhìn lại mà búp bê cũng đẹp. Đấy. Rồi, cây này là 60 hay là 6 mấy nhỉ? Quên mất rồi. Cây này là em đang báo với giá hôm trước là 65. Hôm nay xuống là 62. À, 62. À. Thực ra hôm trước mà anh em là lấy thì vẫn có thương lượng một tí mà, đúng không? Thì cả bây giờ vẫn thương lượng anh ạ. Đấy. Báo là báo thôi chứ còn anh em mà thiện chí thực sự thì vẫn có bớt ạ. Đẹp đấy, nha. Con này thì được cái tuổi thì chấm hết anh ạ. Ok đấy. Nó phải cao độ 20 năm để chậu anh. Trước ấy, nó hoàn thiện như thế rồi nhưng mà nó cao thì là mới chặt cái bị này 2 năm này. Trước nó cao thêm khoảng 30 phần nữa đấy. Giống kiểu bể vó ngày xưa đấy. Cái này lên ảnh nó không đẹp lắm nhưng mà ở ngoài nhìn thích. Già lắm anh ạ. Nếu mà có tí nước vào nhìn nó như cục sắt nguội. Nó cũng đờ âu. Anh em nào mà anh nghĩ là thay cái chậu khác nó sẽ nổi hơn. Chậu đá thì rất quý rồi nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ cái chậu này nó hơi dày. Chứ còn một cây này mà vào chậu mỏng thì nổi lắm. Một cây đẹp đấy. Cây này mà không bán được thì cũng vẫn chơi vẫn sướng. Thì cái cờ như thế này thì nó cũng không lo như cái phôi anh ạ. Cái phôi tạo tác hơn lâu rồi. Cây này thì bao nhiêu? Cây này là 22 triệu anh ạ. Với 39 đúng không? Cái này là em mua của anh Tùng này. Tùng nào? Anh Tùng ở trong Hữu Bằng ấy. Anh ấy làm bộ dằn này lồ lắm. Rồi. Nhưng mà giá của anh ấy thì chát anh ạ. Nhưng mà biết đâu người làng nó mềm hơn. Đây à, cũng của em đây đúng không? Vâng. Tốt này thì bao nhiêu? 32 triệu anh. 32 triệu. Nhìn kiểu như ai mua rồi để dưới này. Thật ra là cái lượng đồn mình mang đi không đủ anh ạ. Đấy. Cứ tiếp khách đi nha. Cái này là 35 triệu anh ạ. 35 triệu. Cái kia. Đổi xanh anh Tốt ơi. Anh Tốt. Đổi xanh à? Anh Tốt ơi. Đổi xanh có gì đấy. À đây à. À hôm trước em cây này thấy thế này. Cái này là lỏng con xì. Nhưng con này nó to. Rồi xem nào. Cái này. Hỏi cả mớ luôn. Ây à, ông này ông hỏi cả mớ luôn. Cơ bản là nó khó cái chỗ này, từ đây lên này. Đấy. Cái này cốt tốt mà lại cổ nó cũng vặn xoắn quá. Nó lại bị ngược so với cái mặt. Đấy, nhiều khi cốt này cũng được nhưng mà cái mặt này cái cổ nó vặn lên kia thì khó chơi. Có vẻ thấy đông khách, hôm nay cuối tuần đông khách. Rồi.
dễ ăn này dễ mất cây lắm. Có phải là gặp tay to rồi đấy. Thích múc vài cây liền đấy. Cây này mà lấy cái cốt làng làm lại thì đẹp quá, nhưng mà mỗi tội gần làng để nguyên thế này thì chơi bóng. Cuối tuần này có tiền mà đi vượt cũng sướng, nhưng mà cầm vài ít nha, cũng phải có đôi 300 đi vượt được vài cây tầm tầm thôi, chứ còn mà cứ lom do 100 đi thì cũng không thua được cây lại nghỉ. À, hoa hồng này các bạn ơi, hoa hồng đẹp thế nhỉ, cái chậu hoa hồng này đẹp nhỉ, đấy cái màu này đẹp nhỉ. Để chờ xem em ăn có nổ nó không, mà thấy đó, chỗ đấy nó sôi động quá. Ra báo. Hôm tôi cũng có quay trong nhà em ăn rồi đấy. Cái này là trăm bao nhiêu triệu quên mất rồi. Xinh thế. Đây này, có cái cây hoa hồng này. Nhìn từ xa đã thấy phê này. Cái màu của nó nhã nhặn. Thích nhỉ. Đó. Ngoài này thì lứa này nó sắp hết rồi. Và nếu mà chắc mà nụ mà chơi Tết thì cây này chắc không kịp, không có. Không thể kịp đâu. Tết nơi rồi. Còn để chơi bây giờ này gió thì nó táp hết rồi. Bị thâm hết những cái viền này. Hồng đẹp đấy. Bước qua tí nhá. Cái này đẹp nhỉ. À, đây, cái này mặt này đẹp, nhưng mà mặt này cái mặt này có vẻ cái cổ thuận hơn. Mặt này thì được, mặt kia nhìn cái cổ này nó không có điểm chuyển, chạy lên. Mặt này thì lại có thấy có điểm chuyển ở đây này. Lại mấy tình yêu ngày xưa quen thuộc ở ấy. Tới cái nước nó vàng hết cả chậu rồi nhỉ. Ừ. Cơ bản nhìn vẫn nhận ra. Chả chăm bón thì sắc sơ thì sâu nữa. Hoa này thì có đến Tết mới nở. Đẹp mà. Quá đẹp luôn. Hả? Nhưng mà bây giờ chắc khó mua lắm.
Cây này thế. Cây này lằn ngoằn quá nhỉ. Nhận ra được cái chậu thì... Đâu, nhìn nghe thấy ngay. Nhớ ngay. Chắc là đây, đại đây bán. Con này mà chăm sóc tốt thì vẫn ngon đấy. Cao có mét này bán 5 triệu. Đi mẹ còn cháy nhau. Bỏ bê quá nhỉ. Bỏ bê đấy. Đấy. Mà nó cả năm nó nở mỗi mùa. Cây đấy nó lại nở bốn con lửa mỗi vào tháng 3, tháng 2, tháng 3. Chăn nuôi được, chăn nuôi. Chỉ trong vòng 3 năm rồi. Cây này nó cây độc đáo với tôi. Tôi nói ngay chứ đừng có cây này mà về mà ông về đến ngày 1, ngày 2 lại mấy chục triệu này. Nhưng mà đừng bán. Ông còn chơi cây ông nghe thôi, cây này ông không được bán. Không bán, không được cắt chú nhỉ. Bất kể cây khác. Cây này nó sẽ là một cây đẹp để mình đi chơi. Để mọi người biết được. Cây này nó là một cây dáng cổ rồi. Nó có dáng, tạo dáng của cây văn nhân. Xem phép, xem tí. Đủ yếu tố cổ thì mỹ. Được rồi. Cứ lúc nào ông cần đến sửa chữa, lúc nào ông ấy cũng gọi tôi lên làm để ông có một tác phẩm để đời. Đây cái của nó cắt ra đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không có mình thì nó không phải nó được như này vì nó là cái tay này xấu lắm mà chỉ ai cắt. Đây nó thế này. Tôi về đây tôi cắt ông ấy từ từ cắt. Có từ từ làm gì? Mà thì tôi ông mua, tôi đã mua về đây thì mẹ nó là tôi chặt tôi. Đây nó như này, đây dưới này còn một mẩu này. Thì tôi cắt mẩu này người ta xin. Ngắm mặt trong này. Hai mặt nó đều đẹp nó chán. Này ông thức tuổi. Ông thức làm cái tay rơi con này rất đẹp. Ôi nhiều người bảo cắt bớt cái tay rơi, vẽ tay rơi của mọi người đẹp lắm cái tay này nó. Vẽ cái tay này nó là xinh đẹp. Đấy như có một cái này nha, nhiều người chính là cũng không nhìn thấy nhưng mà chỉ bảo ông này. Cây này của ông ấy, nay mai nếu mà thành đạt 10 thì hiện nay nếu như thế này thì nó chỉ thành đạt 5. Nhưng cái mà để thành đạt cây này để nó tuyệt đối là phải là cái tử này nhá. Đã, nay mai cây tử này nó lên một tí thì cây này nó mới đạt. Cây tử này nó chiếm là linh hồn của cây này. Còn nhiều lúc anh em không biết là cây tử bỏ đi. Nếu có cây tử này thì nó mới thành đạt vượt với cây này. Bây giờ không được. Có con tử này nó lên nhiều tiền. Nói vậy cây này thí dụ là bao nhiêu tiền, cây này 100 triệu thì nguyên không có cái tử này chỉ 50 triệu. Có cái tử này nó là 50 triệu. Thì cái tử này nó đẹp. Vì nó đứng ở đằng sau luôn. Nó bao nhiêu cái thế cân bằng này. Điểm ngã ngửa. Điểm nó đẹp. Mặc dù nó là cái tử treo. Cái tử rất đẹp. Nhiều cây nó không phải là cái tử treo. Treo lên từ qua cái phát triển thế thôi. Cây này là chú Hòa bán rồi à? Đây, cũng như một cây kìa. Tôi bảo tôi mua 3 người nhưng mà đến từ hôm qua bày đây được nào cũng đóng cái xì kìa. Thôi, anh em phải để nó thôi chứ. Nó là xì kìa. Đẹp, dị cây. Anh em cứ chờ đợi 2 năm đấy. Cái xì kìa. Chứ có thể là ngày này cũng sang năm. Chờ ngày này sang năm. 2 năm sau.